Dạ hello, em xin kính chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay thì bên nhà vườn em giới thiệu với các bác nô cây hoa nhài ba lá. Đấy. Cây bên em thì đã trồng thuần ở trong chậu rồi. Đấy. Cây thì rất là sai hoa. Đấy. Nhài ba lá thì đặc biệt thì rất là thơm, bông thì là bông kép ạ. Đấy. Chuẩn cho các bác là giống nhài cổ ba lá. Cây xanh đẹp. Cây bên em thì có chiều cao tầm độ 1 mét các bác nhé. Các bác mua về thì các bác có thể trồng ra đất này, trồng vào chậu này, cực kỳ là đẹp. Đấy. Cây thì dễ trồng, dễ chăm sóc. Hoa này ra quanh năm ạ. Bên em thì có ship hàng toàn quốc các tỉnh cho các bác ạ. Đấy, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái ạ. Địa chỉ của em là ở Gia Lâm, Hà Nội. Đấy. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ạ. Đây em quay cận cảnh cho các bác coi ạ. Cây thì ra quanh năm rồi, hoa quanh năm rồi. Đấy. Bông thì rất là to. Đấy. Các bác trồng để ngắt hoa thì các bác ướp trà cũng rất là ngon ạ. Đấy. Giống nhài được mọi người ưa chuộng nhất hiện nay ạ. Đấy. Đây em quay cho các bác, bông rất là to, cánh kép. Đấy. Thơm lắm các bác nhé. Số lượng bên em thì cũng rất là nhiều, các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em ạ.